10 kiểu người chỉ nên quan hệ ở mức xã giao, kết thân qua lại dễ rước họa vào thân. Kết bạn, mở rộng mạng lưới quan hệ là việc mà ai cũng phải làm trong cuộc đời. Người xưa có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì giả. Người mà bạn kết giao ắt hẳn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến con người cũng như cuộc sống của bạn. Thực tế chứng minh, những người bạn tốt có thể giúp bạn phát triển tốt hơn mỗi ngày. Ngược lại, những người bạn xấu sẽ dẫn tới những ảnh hưởng tiêu cực không nên có. Việc chọn bạn mà chơi cũng là chọn con đường vận mệnh của chính mình. Vì thế, trong cuộc đời có 6 kiểu người dưới đây bạn tuyệt đối nên tránh, không nên kết thân. 1. Kẻ lắm điều. Những bộ óc vĩ đại thảo luận về ý tưởng, đầu óc trung bình bàn luận về sự kiện, còn tâm trí nhỏ nhen bình phẩm về mọi người. Eleanor Roosevelt. Những kẻ lắm điều thường lấy niềm vui từ nỗi bất hạnh của người khác. Ban đầu, bạn có thể nghe để vui và tò mò. Nhưng lâu dần trở thành thói quen, bạn sẽ mệt mỏi, tạo nếp săm soi, chưa kể làm đau người khác. Có quá nhiều thứ để học hỏi từ những người thú vị thay vì lãng phí thời gian để tán chuyện bất hạnh của người khác. 2. Người tính khí thất thường. Có những người hoàn toàn không làm chủ được cảm xúc của mình. Họ sẽ bài bá, đổ những cảm xúc tiêu cực vào bạn, với suy nghĩ rằng bạn là người gây ra sự bất ổn cho họ. Bạn chẳng những không giúp họ lý tính hơn mà sẽ bị kéo theo dòng cảm xúc thất thường. 3. Người tự cho mình là nạn nhân. Đây là kiểu người khó nhận ra vì ban đầu bạn hoàn toàn thông cảm với những vấn đề của họ. Nhưng thời gian trôi qua, bạn sẽ nhận ra lúc nào họ cũng cần thời gian để chia sẻ nỗi niềm. Kiểu người nạn nhân tích cực chối bỏ những trách nhiệm cá nhân mình trong cả sự vụ. Họ không thấy thời điểm khó khăn như một cơ hội học hỏi và trưởng thành. Có một câu nói cũ, đau đớn là không thể tránh khỏi nhưng đau khổ là tùy chọn. 4. Người chỉ quan tâm đến bản thân mình. Những người này khiến bạn bị thấp xuống. Khi tiếp xúc, họ thường dấy lên trong bạn cảm giác đơn độc. Đó là bởi bạn chỉ là công cụ để họ xây dựng sự tự tôn cá nhân. 5. Những kẻ ganh tị. Với người ganh tị thì cỏ vườn khá luôn xanh hơn nơi của mình. Thậm chí, ngay cả những điều lớn lao đến với họ, họ vẫn chưa thấy hài lòng. Đó là vì họ so sánh sự may mắn của bản thân với mọi thứ bên ngoài. Dành nhiều thời gian cho tốt người này sẽ khá nguy hiểm bởi họ khiến bạn tầm thường hóa những thành tựu và giá trị của mình. 6. Người gian xảo, ma mãnh. Những người này lấy đi thời gian và năng lượng của bạn, nhân danh tình bạn. Họ biết bạn thích gì, điều gì làm bạn vui vẻ. Nhưng sự khác biệt đó là họ muốn những thứ khác từ bạn. Và nếu bạn nhìn lại mối quan hệ thì thấy là họ chỉ nhận, nhận chứ không phải cho đi. 7. Kiểu người giám ngục, người có lối nghĩ tiêu cực. Trong truyện Harry Potter của J.K. Rowling, giám ngục là những sinh vật ác hút hồn của mọi người ra khỏi cơ thể, chỉ để lại cái vỏ con người. Kiểu người này hút sự sống bằng cách áp đặt nhãn quan tiêu cực và thái độ bi quan của mình lên tất cả. Họ có thể tiêm sợ hãi và lo lắng ngay cả vào những tình huống lành tính nhất. Một nghiên cứu trường đại học Notre Dame thấy rằng những sinh viên cùng phòng với tốt người này có nhiều khả năng phát triển tư duy tiêu cực và thậm chí trầm cảm. 8. Người hay xuyên tạc. Có một số người xấu mà sự hài lòng của họ đến từ những đau đớn và đau khổ của người khác. Họ làm tổn thương bạn, làm cho bạn cảm thấy xấu xí, hoặc để có được một cái gì đó từ bạn. Nếu không, họ không quan tâm đến bạn. 9. Người phán xét. Kiểu người này nhanh chóng chỉ ra khá chính xác những ưu nhược điểm của bạn. Tuy nhiên, họ hay chỉ trích về những điều mà bạn say mê, tạo cho bạn cảm giác điều đó là tồi tệ. Thay vì học hỏi sự khác biệt tích cực từ những người khác, họ luôn coi thường điều đó. Người phán xét kiềm chế những động cơ tích cực của bạn. Vì vậy, chẳng nên chần chừ gì mà tìm cách tránh xa. 10. Người kiêu ngạo. Tốt người này làm lãng phí thời gian của bạn bởi vì họ nhìn thấy mọi thứ bạn làm như là một thách thức cá nhân. Kiêu ngạo là sự tự tin lệch lạc,
một nghiên cứu của Đại học Akron thấy rằng sự kiêu ngạo có tương quan với một loạt các vấn đề tại nơi làm việc. Người kiêu ngạo có xu hướng biểu diễn thấp hơn, khó chịu hơn và có vấn đề về nhận thức nhiều hơn người bình thường. Trong thực tế thì những người kiêu này hiện diện khá đông đảo và đôi khi những đặc điểm đó cũng xuất hiện ở chính bạn.